Sen bất lực trước chiếc collie đang cố gắng học tiếng ve sầu. What do you have? Why is your mouth making that noise? Why is your mouth making that noise? Drop it. Drop it. Drop it. Drop it. Tên collie nhà tôi dạo này có chấp niệm với việc học tiếng ve sầu lắm. Tự dưng hôm nay nghe tiếng ve sầu có vẻ hoảng loạn là thấy có điểm rồi. Không hiểu học giao tiếp cái kiểu gì mà tên collie ngậm luôn bạn mình vào mồm. Sen nặng nỉ ỉ ôi cũng không chịu mở mồm thả bạn mình ra. Mà cái mặt nó tỉnh bơ lắm kìa, cứ sợ em nó lỡ mồm nuốt luôn bạn ve vào bụng, chắc sen xỉu ngang mất. Baby. Drop it. Loay hoay một hồi, Bộ trưởng Bộ Ngoại giao này mới chịu nhả bạn ve ra ngoài. Sau chuyến này chắc không ai dám chơi với bay quá luôn collie ơi. Cảm ơn các bạn đã theo dõi kênh Yêu Lu. Nhớ ấn đăng ký kênh để xem thêm các video hay tiếp theo nhé.